Như vậy là trận đấu giữa An Giang và Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt đầu. Ngày hôm nay thì đội khách Bà Rịa Vũng Tàu sẽ ra sân với sơ đồ chiến thuật là 4-4-2. Chấn giữ khung thành là thủ môn mang áo số 1 Thanh Tuấn. Các cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ. Hậu vệ cánh trái là Ngọc Mạnh, hậu vệ cánh phải là Văn Thái, cặp trung vệ là Ngọc Thịnh và Trung Tín. Những người thi đấu ở tuyến giữa gồm có cặp tiền vệ trung tâm là Văn Giang số 28, Ngọc Thịnh mang áo số 6. Hai cánh của hàng tiền vệ là số 33 Trung Ngân và số 7 Trung Văn Kiên. Những người chơi cao nhất trên hàng công của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu là Hải Anh đội trưởng mang áo số 20. Và những trận thua đã để lại những sự tiếc nuối với người hâm mộ của đội bóng đồng bằng sông Cửu Long. Vừa rồi thì Hải Anh đội trưởng có tình huống dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của Mạnh Cương, nhưng trong một pha tấn công sở trường của Hải Anh thì cú lắc đầu của số 23 bóng đã đi chạy khung thành. Phút thứ 20 và tỷ số vẫn đang là không đều. Điểm mạnh của đội trưởng Hải Anh không phải là những tình huống thi đấu xa khu vực cấm địa của đối phương. Hải Anh mạnh hơn trong những tình huống băng cắt và dứt điểm bằng đầu. Chu Văn Kiên đã rất nỗ lực để giành lại bóng. Trung Nhân. Vẫn chưa có một cơ hội thực sự nguy hiểm. Những tình huống đánh đầu của Hải Anh hay đây là tình huống đánh đầu của Trung Nhân cũng dứt điểm không được. Phải hơn 20 phút thì chúng ta mới thấy được một cơ hội thực sự của Chu Văn Kiên. Một tình huống mắc lỗi của Văn Huy. Tình huống phá bóng thiếu dứt khoát. Và rất hai bàn thắng của Bình Định đều do công của những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của đội bóng này. Anh đâu? Bóng rộng của dọc. Đứng trước đó là một tình huống việt vị. Người đã rơi vào thế việt vị có thể là Hà Kim Cường. Trước khi bóng rộng của dọc thì đúng là có một tiền đạo của câu lạc bộ An Giang rơi vào thế việt vị và tạo ra được những tác động làm ảnh hưởng đến sự tập trung của thủ môn Thanh Tuấn. Có tận 3 cầu thủ của An Giang. Đình Lâm 1-0. Nhưng bóng dù đã được đưa vào lưới nhưng ngay lập tức thì tổ trọng tài đã thông báo Đình Lâm rơi vào thế vị trước đó. Chúng ta đang cùng nhau xem lại tình huống chạy chỗ rất hay của Đình Lâm. Nhưng trọng tài đã có lý trong tình huống bắt viên vị vừa rồi. Chạy chỗ hay và dứt điểm tốt. Chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Đầu rất tốt là Hải Anh và cặp trung vệ Vũ Quốc Thịnh cũng như là Trung Tín. Mất bóng. Và đây là một tình huống phản công của đội chủ nhà. Tình huống đi bóng rất nhanh và dứt điểm lại rất thiếu chính xác. Đó là kiến thiết Cần Thơ với khoảng cách là 1 điểm. Đây là Hà Kiên Cường. Đây là Tấn Tài thì đúng hơn. Cơ hội qua được thủ môn nhưng không thể có được pha dứt điểm. Vũ Công Thịnh đã xuất sắc hơn trong tình huống tham gia phòng ngự vừa rồi. Một cơ hội tốt nhất của cả hai bên đã bị bỏ lỡ bởi Tấn Tài. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà khi họ đã đứng trước một thời cơ không thể tuyệt vời hơn. Tình huống phá bóng ngột của Trung Tín. Nhưng rất may là đồng đội anh đã sửa sai. Vũ Công Thịnh đã băng về. Có một tác động và khiến cho Tấn Tài không thể thực hiện một pha dứt điểm trong một khung thành đã bỏ trống. Phút thứ 41. Tỷ số vẫn đang là không đều và sự bế tắc của Bà Rịa Vũng Tàu
đã khiến cho Văn Giang phải thực hiện một cú sút từ khoảng cách rất xa. Một khoảng cách lên tới 35-40 mét bất ngờ đã không xảy đến ở tình huống dứt điểm vừa rồi của tiền vệ trung tâm Văn Giang. Nhân tố đang chơi nổi bật nhất bên phía cả hai đội trong hiệp 1 đó chính là trung vệ Vũ Ngọc Thịnh. Đình Lâm. Rất may là bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Thanh Tuấn. Một tình huống mà Đình Lâm đã làm khó với hậu vệ cánh phải. Hoàn toàn là một tình huống đá phạt trực tiếp, nhưng Văn Giang đã phối hợp. Sự lựa chọn không ăn ý, mà đó không phải là giải pháp tốt nhất, và cũng khiến cho Bà Rịa Vũng Tàu tạm thời rời sân với tỷ số hòa không đều trong một hiệp đấu mà Bà Rịa Vũng Tàu đã kiểm soát bóng nhỉnh hơn so với An Giang. Tình huống phản công dành cho đội chủ nhà. Thế Lam. Rất may là Trung Tín đã kịp cắt đường căng ngang vừa rồi. Bóng đã không đến được vị trí của Võ Đình Linh. Thực hiện quả đá phạt góc tiếp theo. Bóng lại hướng vị trí của Hải Anh. Bà Rịa Vũng Tàu đã chơi nhanh hơn. Nguyễn Đoàn Trung Nhân. Đôi! Không vào! Đấy là cơ hội tốt nhất của Bà Rịa Vũng Tàu. Và nó đương nhiên thuộc về tình huống đánh đầu của Hải Anh. Chúng ta sẽ loại đường chuyền của Trung Nhân, loại bỏ toàn bộ các cầu thủ hậu vệ cũng như là cả thủ môn Mạnh Cường. Nhưng trong một tình huống sở trường của mình thì Hải Anh đã bỏ lỡ nó một cách vô cùng đáng tiếc. Cơ hội tốt nhất của đội trưởng bên phía Bà Rịa Vũng Tàu. Thay thế cho Hà Kiên Cường. Những tình huống lộn xộn vẫn chưa trôi qua. Dứt điểm. Một cú tung người móc bóng. Rất đẹp mắt của một trung vệ là Trung Tín. Rất ấn tượng. Nhưng cũng thật tiếc khi mà pha dứt điểm này bóng đã đi vào đường chuyền là của Quý Công Anh. Sự bọc lót vẫn đang được duy trì ở mức rất cao bên phía các cầu thủ phòng ngự của An Giang. Lợi thế. Bùi Văn Hưng một cái. Những tình huống xử lý quá rườm rà của Bùi Văn Hưng đã đánh mất đi cơ hội dành cho cầu thủ mang áo số 99. Trong một tình huống hai cầu thủ An Giang và một trung vệ của Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng những pha xử lý không hợp lý của Bùi Văn Hưng đã khiến cho họ không thể có được một cơ hội. Quang Quạt. Trung Nhân. Mạnh Cường đã ôm gọn. Đường chuyền không tốt của Văn Giang. Văn Dư. Hiệp 2 sẽ có 5 phút bù giờ. Bóng lại đến chân của Văn Dư cơ. Lại thêm một lần nữa thì Văn Vinh bỏ lỡ. Một tình huống tấn công rất hay của đội chủ nhà. Ngay cả thủ môn Thanh Tuấn cũng đang có mặt để tham gia tình huống phạt góc này. Thanh Tuấn. William. Không vào. Nhưng đó là khoảnh khắc cuối cùng. Vẫn không thể có bàn thắng cho Bà Rịa Vũng Tàu. Một trận hòa trên sân của An Giang trong ngày mà Bình Định đã dẫn trước và đánh bại câu lạc bộ Sa Đéc Hòa Biển Việt Nam với tỷ số là 2-1. Chúng ta đang xem lại tình huống này. Người đã đánh đầu là thủ môn Thanh Tuấn, nhưng rất tiếc là đồng nghiệp của anh bên kia trên tuyến, thủ môn Mạnh Cường còn chơi ấn tượng hơn. Trận đấu này hết giờ và trận đấu giữa Bình Định và Khánh Hòa cũng hết giờ. Và như vậy ở thời điểm này
thì Bà Rịa Vũng Tàu đã đánh mất đi quyền tự quyết của mình trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất lên chơi tại V-League 2021.